Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Anh Thắng, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh để điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Toàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Đảng đoàn, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng hai đơn vị được kiện toàn cán bộ lãnh đạo, đồng thời chúc mừng hai đồng chí được tin tưởng giao trọng trách quan trọng này. Đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ kinh nghiệm công tác, tích cực học hỏi, nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Gương mẫu cùng tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh đoàn kết, sáng tạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chiều nay tại trụ sở Thành ủy Hưng Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông bà Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn đã về tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên. Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Cử tri thành phố Hưng Yên kiến nghị dự án thu hồi 10 ha đất công điền do Ủy ban Nhân dân xã quản lý để thực hiện dự án nuôi bò công nghệ cao, nhưng đến nay đã bỏ hoang gần 10 năm. Công ty HDQ đang thực hiện việc khai thác cát lòng sông Hồng, gây sạt lở trên 23.000 m2 đất sản xuất, đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên. Có cơ chế hỗ trợ kinh phí, làm lại sổ đỏ cho các hộ dân sau khi các hộ hiến một phần diện tích đất để hoàn thiện mở rộng đường nông thôn mới. Giá đất thu hồi phục vụ các dự án có sự chênh lệch nhiều với giá thị trường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện đoàn đại biểu Quốc hội giải đáp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Tận dụng nguồn phân bón hữu cơ có sẵn từ trang trại của gia đình cùng kinh nghiệm trồng cây ăn quả nhiều năm, ông Dương Văn Dũng ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động đã thâm canh giải vụ để nhãn đậu quả sớm. Hiện nay vườn nhãn của gia đình ông đã bắt đầu cho thu hoạch với sản lượng ước đạt trên 1 tấn quả. Năm nay là năm thứ 3 vườn nhãn với hơn 50 cây giống T6 của gia đình cho thu hoạch quả sớm. Theo ông Dũng, để nhãn ra hoa đậu quả sớm cần kỹ thuật chăm sóc cụ thể cho từng giai đoạn. Bắt đầu tỉa cây từ tháng 5 dương lịch, bón phân lót và tác động cơ học để thay đổi quá trình chuyển hóa của cây. Quá trình nhãn ra lọc phải trải qua 2 lần lọc để nhãn cho quả to, cây khỏe. Ngoài ra, ông tiến hành làm phân bón hữu cơ cho nhãn bằng phân chuồng, ủ đạm cá, đậu tương để nâng cao chất lượng quả, đảm bảo vị ngọt thơm đặc trưng. Nhờ vậy, đến nay vườn nhãn của gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch, khách hàng đặt mua với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng một kg. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ chính thức bước vào vụ thu hoạch vải lai chín sớm. Thời điểm này, các nhà vườn và hợp tác xã tại huyện Phù Cừ đang chuẩn bị việc xúc tiến để tiêu thụ trái vải. Hiện nay toàn huyện Phù Cừ có trên 750 ha trồng vải lai chín sớm, chủ yếu ở các xã Minh Tiến với trên 350 ha, xã Tam Đa với khoảng 250 ha, xã Tiên Tiến với gần 50 ha. Ước tính sản lượng vải năm nay đạt khoảng từ 8 đến 10.000 tấn với giá bán dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng một kg. Từ cách đây khoảng 2 tuần, các hộ dân đã ngừng phun các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Các hợp tác xã và nhà vườn đã liên hệ với các chợ đầu mối, siêu thị, khách sạn, nhà hàng để tiêu thụ. Được biết, ngành chức năng tại huyện Phù Cừ sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm quả vải trong tuần tới. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nghiên cứu phương án cho phép xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải, tức xe gia đình, có thể được áp dụng ngay chu kỳ kiểm định mới mà không cần đưa xe hoặc đến trung tâm đăng kiểm để xác nhận. Theo phương án đề xuất, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ xây dựng phần mềm để chủ xe đến hạn kiểm định có thể vào ứng dụng app đăng kiểm để tự in một giấy xác nhận tự động giãn chu kỳ kiểm định mà không cần phải đến trung tâm đăng kiểm để xin cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm hay tem kiểm định. Khi lưu thông trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra chỉ cần xuất trình giấy xác nhận này để chứng minh xe đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường để lưu thông. Qua thực tế đánh giá tại các trung tâm đăng kiểm, tỷ lệ xe này đạt kiểm định lần thứ nhất khoảng 95%, trong khi đó, số xe cá nhân dưới 9 chỗ đến hạn kiểm định hàng tháng hiện chiếm khoảng 33-43% trên tổng số phương tiện đến hạn kiểm định. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ ngành liên quan đề nghị tăng cường truyền thông tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, việc mua bán quảng cáo đang diễn ra phổ biến, đặc biệt trên môi trường mạng Internet.
thuốc lá điện tử được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng và nhiều hương vị hấp dẫn với giới trẻ. Điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng nhanh tại nước ta, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Bộ Y tế đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử đến công chức viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn. Trong ngày hôm qua, mùng 4 tháng 5 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an các huyện Văn Giang, Văn Lâm và Tổ công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Văn Lâm, Văn Giang đã kiểm tra cư trú đối với 9 trường hợp. Kiểm tra hành chính số người lao động mới đến làm việc tại khu đô thị Dream City và khu đô thị Đại An đối với 46 trường hợp, đã phát hiện xử lý hành chính 41 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 5 tháng 5, Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 1 và phường 7 ra quyết định xử phạt hành chính với hai công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn. Trước đó, qua đăng kiểm 8 điểm kinh doanh của công ty F88 trên toàn tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản nhiều lỗi vi phạm như không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ, sử dụng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ chưa được phê duyệt, sử dụng người chưa được cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, làm lực lượng chữa cháy cơ sở, không cập nhật bổ sung hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Bạc Liêu đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 1 và phường 7 thành phố Bạc Liêu ra quyết định xử phạt hai công ty F88 nêu trên với tổng số tiền 17,8 triệu đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 4 tháng 5 đã xảy ra một vụ xả súng tại một ngôi trường cấp 3 ở Pakistan khiến nhiều giáo viên thiệt mạng. Vụ xả súng xảy ra tại thị trấn Parachina, thủ phủ của huyện Kram thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp với Afghanistan, khi học sinh đang làm bài thi cuối năm. Vụ việc dường như là nhằm trả đũa cho một vụ tấn công trước đó cùng ngày, cũng tại Parachina là một giáo viên thiệt mạng. Hiện chưa rõ động cơ của hai vụ việc. Các giáo viên thiệt mạng trong hai vụ này đều là người Hồi giáo dòng Shia thiểu số, trong một tỉnh có đa số là người Hồi giáo dòng Sunni. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo sa thải một nhà khoa học cấp cao từng dẫn đầu phái bộ quốc tế đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc COVID-19 với cáo buộc quấy rối tình dục. Theo WHO, nhà khoa học người Đan Mạch, ông Peter Ben Embrek đã bị sa thải vào năm ngoái sau khi phát hiện những hành vi tình dục sai trái của ông. Những hành vi đó đã được chứng minh thông qua các cuộc điều tra và quy trình kỷ luật tương ứng. Các vụ việc dẫn đến quyết định sa thải ông này xảy ra từ năm 2015 và năm 2017. WHO lần đầu tiên biết đến chúng vào năm 2018, tuy nhiên họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông Embrek là quan chức cấp cao nhất của WHO bị sa thải kể từ khi cơ quan này tiến hành một loạt các cải cách nhằm cải thiện phản ứng đối với hành vi tình dục sai trái. Các nhà khoa học khí hậu cho biết nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới có thể đạt mức cao kỷ lục vào năm nay hoặc năm sau do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Theo các nhà khoa học khí hậu, sau 3 năm hiện tượng La Nina thường giúp hạ thấp nhiệt độ trung bình toàn cầu diễn ra tại khu vực Thái Bình Dương, thế giới sẽ phải đối mặt với hiện tượng El Nino kể từ cuối năm nay. Trong thời gian diễn ra El Nino, các luồng gió thổi về phía Tây theo đường xích đạo sẽ chậm lại và dòng nước ấm sẽ bị đẩy về phía Đông, làm tăng nhiệt độ bề mặt của các đại dương. Có nhiều khả năng năm 2023 sẽ còn nóng hơn năm 2016, năm nóng nhất từng được ghi nhận, do thế giới vẫn nóng lên và con người tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Một công ty khởi nghiệp tại Scotland vừa cho ra mắt robot có khả năng di chuyển trên bề mặt của các loại hạt. Đây được xem là một sản phẩm mang tính cách mạng trong việc theo dõi ngũ cốc và quản lý mùa màng. Robot Graver bao gồm một bộ phận lướt trên bề mặt của ngũ cốc và một thiết bị hình chữ T nhỏ hơn có thể đào xuyên qua các khối ngũ cốc để đảm bảo các loại ngũ cốc được lưu trữ một cách hiệu quả. Robot hình chữ T được thiết kế để cung cấp cho nông dân và người bán ngũ cốc có cách nhìn rõ hơn về điều kiện môi trường của các loại ngũ cốc. Dữ liệu cũng giúp cho nông dân hiểu rõ hơn về tình trạng hạt của họ và đưa ra quyết định sáng suốt như tăng cường thông gió hoặc thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch hại. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.